xuất hiện thác mây tại Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng. Vốn vẫn luôn tự hào rằng Việt Nam chúng ta có rất nhiều cảnh đẹp. Ấy vậy nhưng cứ thỉnh thoảng lại có người phát hiện thêm những địa điểm mới, những góc nhìn mới đẹp đến ngỡ ngàng. Như mới đây, đoạn clip ngắn về một thác mây tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo chia sẻ của người đăng tải clip, đây là một đoạn đường nằm trên khu vực đèo Hải Vân, cụ thể là khúc cua gần đến đỉnh đèo. Thông thường không có nhiều du khách đến đây mà đa phần là dân phượt. Vào những ngày trời đẹp nhiều mây, người qua đây sẽ có cơ hội ngắm cảnh tượng thác mây như thế này. Dù chỉ xem qua video, các cư dân mạng cũng trầm trồ không ngớt. Nhiều người quyết định rằng sẽ đến đây một lần để được ngắm cảnh tượng hùng vĩ này. Đẹp quá trời quá đất, cảnh đẹp Việt Nam có khác xịn sò quá, nhất định phải đến đây một lần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.